Rồi bữa nay tiến hành em làm cái dao cho anh luôn anh Tú ơi. Đó. Đây cái dao này của anh Tú ha. Cái bề bản này nó được 8 xăng, từ mí này qua tới mí này 8 xăng nha. Tổng chiều dài từ đầu mũi này cho tới cái cây này thì nó được 40 xăng. Đó. Từ cái đoạn cổ này cho tới đây thì được 12 xăng. Và từ mí cổ này qua mí cổ này là 3 xăng. Đó, thì được 3 xăng. Là cái đoạn này là 9 phân. Đó. Từ đoạn này tới đây là 9 phân. Chỗ này rộng á, chỗ này rộng được 35 3 35 ly. 3 phân rưỡi. Còn đoạn này từ đoạn này cho tới cái đoạn này thì được 5 phân. Cái cua này lại đây thì được 2 phân, mà từ cái cua này lại cái dòng lơi này là 3 phân. Rồi, cái cán thì 20 phân. Đó. Này của anh Tú anh yêu cầu làm giống như vậy. Để mình vẽ bằng phấn vậy thôi. Rồi, thì đây, mình đã lấy miếng giúp xe nè anh Tú. Đây miếng giúp xe này bữa hỏi mà của cái anh gì Bình Dương quên này, ở Thủ Đức á. Đây. Đây mình làm ha. Đây. Miếng nhíp này thì nó dày tới hơn 2 phân. Thì anh làm 2 phân thì ok. Đó. Đó, bây giờ mình tiến hành. Ngay chỗ này là cái cai của nó đây. Vô đây cái cổ. Và nếu mà cái hình nó vậy thì nó ra cái hình như vậy là nó được phải không? Đó. Đó. Nhưng mà bây giờ mình cắt vậy thì nó ấy, cắt đây nè, một hồi mình đập nó dập anh em ha. Bây giờ mình quay ngược lại mình cũng cắt, mình cắt như vậy. Ha. Đó. Bỏ cái này. Cắt vậy hồi mình đập từ từ nó giãn là nó ra vừa. Rồi ok, bây giờ mình tiến hành mình sẽ cắt rồi mình làm. Hồi nãy cắt đằng này mà tính cắt đằng này mà cắt không đủ. Đó. Tại vì chỗ này nó 35 3 phân rưỡi. 3 phân rưỡi mà lấy cái này lớn mới nó yếu cái cổ. Không phải yếu nhưng mà thấy nó ốm hơn nguyên cả cái dao như vậy. Cái dao nó nặng gần cỡ 2 kg mà cái dao nặng 2 kg mà mình đập cái cổ nó ấy nó không có cân đối ha. Rồi. Tiến hành cắt rồi mình làm anh em cùng xem ha. Lì quá. Quá lì. Bữa nay mình làm tạm tạm. Tại ngày mai tới quét mộ rồi 20. Làm được khúc nào làm. À, 20 con đi quét mộ. Nay mình làm được nhiều làm ha. Quá trời. Rồi mình đi nhúng nước luôn. Rồi mình quá trời nặng rồi Tú ơi. Cắt hồi sớm giờ mà vẫn còn nặng à, còn nóng. Gin nó cụp đầu luôn ha. Thử coi. Cái này chắc nặng cái 3 kg quá Tú ơi. Trời ơi 3 kg thiệt mà. Nói chơi chơi nặng 3 kg thiệt. Dao này cho anh xài đã anh luôn anh Tú. Tập cơ ha. Quá. Không mắc cười mà cũng muốn cười luôn. Quá trời con dao này.
quá trời nhau. Hồi sớm mình tính cắt cái này nè, ở đây nó có một cái lằn, cái lằn ở đây nó sợ để đập ra nó nứt chỗ này nữa nè. Bị cái găng ở đây đập tới đây là nó đập rồi nó nứt. Tiến hành cái mình để mình vệ sinh cái anh em, đập luôn, chế đập ha. Ôi, bữa nay mệt quá anh em ơi, bữa nay đi quất ngộ về mệt quá. Bữa nay mình làm được nhiêu làm ha anh em. Quá trời anh Tú ơi, đây anh em thấy, nhìn thấy cái quận không, quận quá đi thôi. Đây à, qua mình cắt rồi ha, cắt rồi cái bắt đầu mình cắt luôn cái này luôn cho nó nhẹ công chút. Quá trời thôi, đập chơi rồi. Đập rồi anh em mình xem coi lên hình sao ha. Trời ơi, đập bể cán búa luôn, ghê thiệt. Quá 8 phân chà, dư 8 phân rồi nha, 8 phân 4 tấc, 4 tấc vừa đủ. Tiến đây.
Rồi tới đây được rồi anh em ơi, tạm dừng tới đây được rồi, quá mệt rồi, quá trời. Khuya quá tối rồi, làm tới đây ngày nữa là 2 ngày. Hôm nay đi nói chung đi tạo mộ về rồi vòng vòng mới làm tới giờ. Quá mệt khiếp chưa anh Tú ơi. Ây da, bây giờ này ngâm cái xong cơm á anh em, tới giờ chưa nấu cơm ăn nữa. Cái dao mình tạm thời vậy ha, đo thông số sơ sơ cho anh em mình xem để lau chùi cái này. Ây da, để đây mình đo cho anh em chị dễ xem ha. Ủa cái thước đâu ta, ăn trộm lấy hay gì thôi. Bạn 8 phần, bị cao 8 phần. Nó bây giờ 8 phần rưỡi, gần 8 phần rưỡi. Đó là mình lấy ra 8 phần là 8 chỗ này. Đó. Chiều dài là tổng cái chiều dài là 40. Đó. 40. Ôi, lấy cái đầu để anh em ơi. Tổng chiều dài 40. 40 thì nè đây. Nó. Rồi đây là 9. Đó. Đây là 9, còn cắt bỏ nè ha. Đó. 9. Đây lên đây. Đây tới đây là mấy 13 phân. Đó. Đó là ngay chỗ này nè anh em ha. Nè. Ngay đoạn chỗ này là 3 phân. Từ đây mình lại tới đây là 12 phân. Đó. 12 phân là tới đây. Đó. Bảng thì dư rồi. Rồi ở đây đây lại đây mình mới móc cái cổ về. Rồi đây cái bắt đầu cắt đây nữa. Cắt này còn cắt nhiều nha anh em, vô lửa còn làm nhiều ha. Không phải vậy ha. Đó. Nhiều vậy thôi chứ cũng khỏe rồi ha. Tới đây cũng khỏe rồi ha. Đó, 40. Đó. 35. Đó. 1 tú rồi ha. 20. Ở đây cũng đủ 20 nữa, khỏi cận đó. Đó. Dư như vậy mình làm khỏe. Đó. Rồi, bây giờ mình tiến hành coi mình cân cái này được nhiêu anh Tú à. Anh về anh tập cơ luôn ha. Anh Tú này nói chung anh đặt về á, anh làm anh người ta tập tạ, người ta mua mấy cái cục đá cục gì đó, ta tập tạ, còn ảnh mua con dao về ảnh tập tạ anh em. Cân coi. Ừ, 2,5 kg. Hay quá. Đó. Dao của anh làm đó, thấy không? Anh em thấy không? 2,5 kg. Ở đây mình nhận làm dao khoảng 4 kg mình nhận nha anh em. Đó, cái dao 4 kg mình vẫn nặng là vẫn lãnh nha. Đó, làm theo yêu cầu anh em hết tất cả, ai muốn kêu làm nhiêu làm. Đó. Rồi ok, cái này chưa có cán nha. Đó. Đó anh Tú thấy làm sao? Chiến này lên cái gồng chuột lên có cục luôn ha anh ha. Cầm dao. Rồi. Vậy thì cũng tạm rồi ha. Tạm được rồi ha anh Tú. Đó. Để
Để ngày mai nếu mà làm rồi không, hay không biết ngày mai, nhưng mà làm ngày mai không rồi. Cán rồi làm nguội, ngày mai làm nguội với sữa này một ngày nữa. Làm cán vô khâu vô đồ nữa. Ngày mốt mới có thể gửi được. Đó. 8 phân mấy, mình cùng mài dũa nữa ha. Cứng 8 phân, anh đặt 8 phân. Đó. Đặt 8 phân. Rồi. Thôi mình tới đây được anh em ha. Dạ cô chú anh chị mình đang xem video. Rồi, thôi cũng con ông xin xuống clip đây, cái phần con dao đập tới đây rồi. Rồi thì coi con cũng xin xin nghỉ rồi cho con đi nấu cơm ăn cái. Rồi cái dao này hôm qua mình cắt tới ngày hôm qua, cắt ngày hôm qua sen sen rồi. Thì sẵn làm cái dao cho anh Tuấn rồi làm luôn á. Anh Tuấn thì cũng làm 2-3 ngày rồi cái dao này cũng vậy sen sen vô rồi thì vậy làm. Rồi bây giờ cũng chúc cô chú anh chị mình ngủ ngon, 9:35. Rồi, nay là 20. Nay là ngày 20, hôm nay cũng đi quét mậu về con đập luôn, hôm qua thì cắt. Rồi. Thôi vậy con xin cảm ơn ạ. Dạ.